Phụ nữ mà nổi điên thì đáng sợ đến mức nào? Họ đã đem người đàn ông mình bắt được, dùng dây thép gai buộc vào ghế. Khi người đàn ông vẫn còn hôn mê, chị gái đã đổ rượu lên vết thương của người đàn ông, giúp hắn tỉnh táo. Hóa ra người đàn ông là một tên biến thái. Sau khi hắn ném bạn gái thứ 99 của mình vào trong hồ sâu, thì hẹn gặp nữ chính Julia ở nhà hàng. Julia đã khoe với hắn vết sẹo của mình ngay tại chỗ. Biến thái vì muốn an ủi Julia nên mời cô ta vào nhà vệ sinh để nói chuyện thầm kín. Nhưng trình độ của hắn quá gà, bị Julia từ chối. Nhưng lúc mà Julia lên xe chuẩn bị đi về, thì tên biến thái dùng dây thép xiết cổ cô ta và mời Julia đến một chỗ khác để nói chuyện tiếp. Rất nhanh họ đã đến một nhà kho. Biến thái nói với Julia, lần này nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi. Sau đó thì chuẩn bị lên nòng cho súng, nhưng vì quá xúc động nên bị tịt ngòi, hết cách, đành phải treo Julia lên để cô ta nghỉ ngơi một lúc, và hắn cũng phải nghỉ ngơi. Sau đó trở về phòng nhìn vào gương để trang điểm, định lấy lại tinh thần tấn công lần hai. Còn Julia cũng rất bận, cô ta đặt đôi chân dài 2 mét của mình lên bậc, dây xích đu đưa theo gió. Julia cũng thành công tiếp đất, đường cong chữ hiện lên rõ rệt, nhưng đây là địa bàn của biến thái. Mới chạy được vài bước đã bị hắn bắt về, biến thái đã trói cô ta lên giường, cứ tưởng là sẽ có cảnh nóng để xem. Ai ngờ hắn lại lấy ra súng phun lửa và một que nung. Hắn định làm gì vậy? Ngay sau đó que nung đã ấn lên đùi của Julia. Biến thái rất là mê mẩn cảm giác này. Bạn gái thứ 99 chính thức lên sóng. Tiếp đó ném cô ta vào một căn phòng cưới. Sau đó tung tóc dí cô ta ngồi vào ghế. Còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn quả đấm. Sau đó còn giả bộ quan tâm đưa cho Julia một chiếc khăn tay. Và tuyên bố rằng mình đã lái 98 chiếc xe rồi. Không chiếc nào là không lái được. Nhưng Julia không thích người thích chém gió. Đột nhiên bật dậy, dùng đầu gối đánh ngã tên biến thái, sau đó nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Biến thái không hề tức giận, còn rất thích thú khi thấy con mồi bỏ chạy. Nhưng Julia cũng không phải dạng vừa, không ngờ cô ta không báo cảnh sát, cũng không rời đi, mà là chui luôn vào nhà kho bị bỏ hoang, tìm thấy mấy quả bom lửa, tiện thể còn lấy một bình xăng. Julia dùng xăng đốt cháy cột cờ ở bên ngoài, thành công thu hút sự chú ý của tên biến thái. Còn cô ta thì trở về căn nhà kiếm một bình xịt côn trùng, thử xong thì hiệu quả khá ổn. Sau đó nhân lúc tên biến thái trở về, đột nhiên xuất hiện đánh gục hắn. Tiếp đó xịt thuốc trừ sâu vào trong túi ni lông, thành công làm tên biến thái ngất xỉu. Julia giáng sức lôi tên biến thái xuống. Và lúc này em gái cũng đã lái xe đến đây, thả luôn người đàn ông vào trong cốp xe. Trên mặt hai người không hề thấy sự sợ hãi, thật đáng sợ. Cuối cùng hai chị em còn nhìn nhau cười. Đến đây, cuộc chơi săn mồi chính thức bắt đầu. Hai chị em này quá điên cuồng. Họ dùng gậy đánh tên biến thái ngất xỉu, sau đó dùng dây thép gai trói hắn vào ghế. Julia vì muốn gọi tên biến thái dậy, cầm một chai táo mèo đổ lên người của hắn. Tên biến thái đau đến nỗi kêu ẳng ẳng, nhưng Julia lại khoe vết sẹo trên đùi mình cho tên biến thái xem. Tên biến thái nhìn vào hai chị em này, không ngờ lại mở miệng đòi truy xăm. Julia rất tức giận, đến trước mặt tên biến thái, nhỏ tinh hoa lên mặt của hắn. Tên biến thái rất thích thú, không ngờ Jessica còn bạo hơn cả Julia. Cô ta lại gần tên biến thái, khoe tâm hồn của mình. Ai ngờ Julia đột nhiên đi vào, mắng cho Jessica một trận, còn đuổi cô ra ngoài. Vì thế Jessica cũng ôm hận trong lòng, cô ta quyết định không phụ thuộc vào Julia nữa, muốn tự làm chủ cuộc đời. Cho nên nhân lúc Julia ngủ say, đi đến trước gương trang điểm, sau đó tìm một anh chàng đang sửa xe. Jessica nói với anh chàng là ống nước nhà mình bị tắc, ở nhà không có đàn ông, muốn anh chàng giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, Jessica còn cố tình để lộ tâm hồn, anh chàng ngại đến nỗi cứ gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nhưng Jessica lại nói vì an toàn của bản thân, phải bịt mắt của anh chàng cũng không nghĩ nhiều, chờ đợi thời khắc hạnh phúc của mình. Jessica kêu anh chàng ngồi vào ghế, dùng băng dính trói chặt tay chân của anh chàng còn đang ảo tưởng đây là tư thế mới. Tên biến thái ngứa mắt làm rồi, bỗng lên tiếng khiến anh giật cả mình, nhưng đã quá muộn, Jessica đã lấy xong búa và đinh rồi, đi ra đằng sau anh chàng. Lúc mà Jessica chuẩn bị ra tay, thì tên biến thái đã cười khinh bỉ khiến Jessica nổi giận, hắn cười nhạo Jessica không có cái gan đấy, cho nên Jessica vì muốn chứng minh cho hắn xem, nên đã cởi giày của tên biến thái, sau đó giơ búa lên tặng cho một phát. Nhưng tên biến thái lại rất hưởng thụ, còn không ngừng kêu sướng quá. Jessica vì muốn giúp hắn sướng thêm nên lấy dùi cui điện sạc pin cho hắn. Julia cũng thấy tàn nhẫn nên rời khỏi đây. Anh chàng đối diện sợ đến nỗi không dám phát ra tiếng, tưởng là thông tác bồ cầu mà, sao lại biến thành trò kích điện vậy. Dù là như vậy thì Jessica vẫn chưa thấy đã, vì muốn tăng thú vui cho cuộc chơi. Không ngờ cô ta còn cho tên biến thái một cái kìm, còn cô ta thì thản nhiên trở về phòng ngủ. Cô ta muốn cuộc chơi này có thể tiếp tục, chứ không phải kết thúc sớm như vậy. Tên biến thái cũng cảm thấy kích thích, hắn dùng kìm cắt đứt dây thép, tiếp đó rút cái đinh dưới chân ra, nhìn vẻ mặt của hắn là biết rất là phê rồi. Sau khi đứng dậy, còn lấy MP3 ra để nghe nhạc, sau đó cầm chai táo mèo lên một cách thuần thục. Sau khi sát trùng cho cơ thể, không hề cảm thấy đau, tiếp đó còn không quên uống một ngụm, xem ra hắn định chơi tiếp với hai chị em.
Khó khăn lắm hai cô gái mới bắt được hai con mồi về, em gái lại dạy trai đi cởi trói cho một tên Julia không biết gì vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm. Một giọt máu rơi vào bồn tắm, dường như Julia cảm nhận được cái gì đó, còn không để cô ta phản ứng. Jessica nghe thấy tiếng động chạy đến, lấy khăn mặt bịt mắt của tên biến thái. Tên biến thái cố đứng dậy, vác Jessica lên đâm luôn vào tường, nhưng sau khi hắn bỏ cái khăn mặt ra, thì hai chị em đã biến mất rồi. Chỉ còn lại một mình hắn cô đơn lẻ loi, tên biến thái cũng không chần chừ, xuống dưới nhà lấy sợi dây xích 100 cân. Sau một hồi tìm kiếm, đến phòng của hai chị em, và lúc này Jessica đang trốn dưới giường, không biết rằng tên biến thái đã phát hiện chiêu trò của mình. Và thế là hai người ở trên giường tiến hành một cuộc chiến đáng lẽ ra không phải như vậy. Cuối cùng tên biến thái đẩy Jessica ngã lúc mà hắn chuẩn bị xử lý Jessica. Ai ngờ Jessica lại dùng chiêu kỳ vớt trăng, sau đó né cú đấm rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Tên biến thái vừa mới đuổi theo ra ngoài đã gặp Julia đang đi lên. Cũng may Julia không đeo kính, nếu không thì tên biến thái chắc nát bét rồi. Mỗi đòn tấn công của Julia đều bị hắn né được. Hai người vừa đánh vừa chém gió, cuối cùng vì chiến đấu ác liệt quá, cả hai đều ngã xuống tầng 1. Sau khi tiếp đất còn ôm lấy nhau, hai người nhìn nhau đắm đuối. Chẳng nhẽ đây chính là cái ông cha ta đã từng nói, mắng là thương đánh là yêu sao? Cả hai đều bị đối phương thu hút, cho đến khi cây búa rơi xuống mới khiến họ tỉnh lại. Chẳng phải mỗi lần đánh lộn đều là ôm nhau sao? Cuối cùng Jessica không nhịn được nữa, lao lên luôn. Rất hiển nhiên tên biến thái không yêu Jessica. Julia đành lấy lọ hoa đánh vào đầu của tên biến thái. Tiếp đó ôm lấy hắn lao ra bên ngoài. Hai người lại một lần nữa nằm bên nhau, và thế là tên biến thái lên bàn thờ. Lúc mà Julia và Jessica ăn mừng chiến thắng, thì Jessica lại đâm con dao vào iPhone 14 của Julia. Hóa ra Jessica sớm đã hận thấu xương Julia rồi. Cô ta không muốn Julia cứ giả bộ mình. Cô ta muốn có một cuộc sống chỉ thuộc về mình, cho nên đã hẹn bạn quen qua mạng mới.